Đây là Fort Territory, đây là Fort Everest phiên bản Titanium một cầu. Còn trong clip này hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá Fort Everest phiên bản Wildtrak hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Giá bán của em nó là 1 tỷ 499 triệu đồng và như các bạn quan sát đây, em nó có cái ngoại thất chỉ có trên phiên bản Wildtrak này mới có cái màu này thôi các bạn nhé. Và các bạn sẽ thấy nó giống với màu của Ford Ranger Wildtrak tại thị trường Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các chi tiết đặc biệt của Ford Everest Wildtrak 2023 tại thị trường Việt Nam. Như các bạn quan sát đây này, đó, lưới tản nhiệt thì thiết kế không có nhiều sự khác biệt. Vẫn là cái cấu trúc quen thuộc, tuy nhiên em nó thì được sơn màu đen các bạn nhé. Cái phần lưới tản nhiệt phía trước của Ford Everest Wildtrak được sơn màu đen. Phía trên nắp capo có dòng chữ Wildtrak dập nổi và cũng được sơn màu đen. Logo Ford với nền màu xanh dương, có cam trước trong hệ thống camera 360 độ và chi tiết lưới tản nhiệt chính giữa là dạng lăn kép, trong khi các chi tiết phía dưới được làm dạng lưới ma trận anh em nhé. Đèn pha của em này vẫn là đèn pha LED Matrix System, đó, công nghệ pha LED Performance của Ford được trang bị trên Ford Ranger Wildtrak hay là trên những chiếc Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu. Chúng ta cũng sẽ có đèn gầm dạng LED và cảm biến ở phía trước này các bạn thấy đó. Ngoài cam trước thì chúng ta cũng có cảm biến ở phía trước. Và cái phần cản trước thì được ốp nhựa màu bạc, nó tương phản với các chi tiết nhựa màu đen ở phía trên. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt nhất của Ford Everest nó nằm ở hai bên hông xe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang hai bên và khám phá các bạn nhé. Đây chính là chiều ngang của chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak 2023 hoàn toàn mới tại trường Việt Nam. Cấu trúc thiết kế tổng thể thì vẫn tương tự các phiên bản Ford Everest khác. Tuy nhiên có một cái điểm mà sẽ chỉ có trên phiên bản này có, đó chính là cái bộ mâm được thiết kế độc quyền cho Ford Everest 2023 bản Wildtrak. Đây là bộ mâm có kích thước là 20 inch, dùng 6 chấu kép. Và anh em có thể thấy nó có thiết kế rất giống với chiếc Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Beast các bạn nhé. Cũng được sơn hai màu, màu bạc kết hợp với màu đen viền ở bên trong. Và các cái chi tiết màu đen ở vị trí tâm xe nó hình ngôi sao nhìn rất là ấn tượng. Tuy nhiên ngôi sao này thì có đến 6 cánh các bạn nhé. Bên trong chúng ta cũng sẽ có phanh đĩa và lốp của em này là lốp Goodyear. Kích thước là 255/55R20. Phải nói là cái mâm này thiết kế quá đẹp luôn anh em ạ. Đây sẽ là một cái điểm nhấn đan tiền của Ford Everest 2023 phiên bản Wildtrak này. Hai bên hông chúng ta có bậc lên xuống gắn cố định này, có logo Wildtrak này, có logo Biturbo này, đó ám chỉ chiếc này dùng động cơ Biturbo, công suất 210 mã lực và 500 Nm các bạn nhé. Hộp số thì vẫn sẽ là hộp số tự động 10 cấp. Gương chiếu hậu sơn màu xám, ốp nhựa màu đen ở phía dưới, có giải LED báo rẽ và có cam hai bên trong hệ thống cam 360. Tay nắm cửa thì được sơn trùng màu với màu tổng thể của chiếc Ford Everest Wildtrak này. Chân kính và cột B, cột C thì ốp nhựa màu đen. Bộ mâm phía sau cũng có kích thước tương tự như bộ mâm phía trước. Và lốp cũng như thế các bạn nhé. Cũng là lốp của Goodyear, lốp Wrangler của Goodyear. Mâm 20 inch, lốp 255/55. Đó, cái mâm này phải nói là thiết kế quá nổi bật trên chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak luôn anh em ạ. Đây là cái khoảng sáng từ lốp cho đến cái vòm bánh trước này. Khá là ok các bạn nhé. Như thế này thì các bạn đi off-road hay là đi vào những cái địa hình sình lầy thì có thể thoát ra một cách dễ dàng. Cái vòm bánh trước và vòm bánh sau đều được sơn nhựa màu xám, sơn bóng luôn anh em nhé, không phải là sơn nhựa màu đen sần. Đây chúng ta sẽ đi ra phần đuôi của chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak này, xem nó khác biệt như thế nào so với phiên bản tiêu chuẩn. Wow, cái khung cảnh ở phía trước đầu xe nó đẹp như thế nào anh em nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại sự kiện trải nghiệm Ford Ranger Raptor 2023 tại Ninh Thuận anh em nhá. Đây là chiếc Everest Wildtrak được trưng bày ở đây. Tổng thể phần đuôi các bạn sẽ thấy sự khác biệt như thế nào. Bên trái chúng ta có logo Wildtrak, bên phải có logo 4x4. Cụm đèn hậu và dòng chữ Everest dập chìm ở bên trong một cái thấu kính trong suốt, vẫn là một cái chi tiết quen thuộc của những chiếc Ford Everest đời mới các bạn nhé. Em nó sẽ có cụm đèn hậu thiết kế LED phải nói là quá nổi bật luôn, và nối liền với nhau bởi một cái thấu kính trong suốt. Và đây chính là cái logo Everest dập chìm ở bên trong các bạn này. Có camera lùi gắn ngay phía trên pad gắn biển số anh em nhé. Logo Ford thì gắn cao ở trên này. Có cánh lướt gió ở trên mui này, đèn phanh này và có cả vây cá mập phía trên. Wow, các bạn nhìn thấy trời xanh mây trắng đẹp không? Tổng thể phần đuôi của chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Giá là 1 tỷ 499 triệu đồng em nhé. Em này thì cũng sẽ có bánh dự phòng tỷ lệ 1:1 gắn tại phía dưới gầm xe. Và đây chính là cái bánh dự phòng, nó nằm ở phía dưới các bạn này. Nó không đặt ở phía nắp thùng sau như cái đời khá là sâu nữa, mà nó sẽ đặt ở phía dưới nên nhìn cái tổng thể của xe nó gọn hơn. Đó là một vòng ngoại thất của Ford Everest phiên bản Wildtrak đang đứng ngay trước mặt chúng ta đây. Bây giờ thì mình sẽ lên phía trước để cho các bạn ngắm lại một chút cái phần đầu xe này. Ngắm lại một chút cái phần đầu của chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak này.
Đó, tổng thể phần đầu của chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak, cái góc này phải nói là quá đẹp luôn anh em ạ. Đây sẽ là một phiên bản dành cho anh em nào mà thích Ford Everest, tuy nhiên lại thích cái màu của Ranger Wildtrak, hoặc là thích cái sự khác biệt khi đi trên phố, thì đây chính là một lựa chọn anh em nhé. Phiên bản Titanium 4x4 thì có giá khoảng hơn 1 tỷ 450 triệu, còn phiên bản này sẽ là 1 tỷ 499 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong và khám phá xem nội thất của em nó có gì khác biệt so với một phiên bản Titanium 4x4, hay là so với một phiên bản Titanium 1 cầu đang đứng ngay bên cạnh kia anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn mở cửa và khám phá không gian nội thất của em Ford Everest phiên bản Wildtrak này anh em nhé. Nội thất của em nó được bọc da màu đen kết hợp các đường chỉ khâu màu cam. Ghế lái và ghế phụ thì chỉnh điện đa hướng nhưng không có nhớ vị trí. Đây, chúng ta có thể quan sát hai cái vị trí ghế ngồi của chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak này. Phần tựa lưng thì chúng ta sẽ có logo Wildtrak được thêu màu vàng các bạn nhé. Nhìn rất nổi bật luôn, giống như trên Ranger Wildtrak, và cũng có các cái đường chỉ khâu màu vàng xuất hiện ở phía trên. Ghế ngồi thì được bọc da màu đen, không có đục lỗ thông hơi. Vị trí giữa này có một cái đường lai khác biệt anh em này. Và ghế lái đều được chỉnh điện đa hướng anh em nhé. Đây, trượt lên này, trượt xuống này, ngả ra này. Mình sẽ ngả ra một chút để bước lên khám phá cùng anh em. Đó, hai vị trí ghế trước đều được chỉnh điện nhưng không có nhớ vị trí. Bây giờ thì mình sẽ nắm vào đây và bước vào bên trong khoang cabin, với tay đóng cửa lại xem có chắc chắn không anh em ạ. Wow, cũng khá là phê anh em nhá. Đây, bây giờ thì mình sẽ để nổ lên để các cái màn hình nó lên cho anh em có thể khám phá một cách dễ dàng hơn. Đạp phanh này, cái nút khởi động nó nằm ở trong góc này anh em này. Đây, nó nằm trong góc này, mình sẽ ấn để khởi động này. Đó, cái màn hình 12,4 inch phía sau vô lăng đã lên. Màn hình 12 inch đặt dọc cũng đã lên. Và đây chính là cái khoang cabin của chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak. Mình sẽ lùi ghế xuống một chút nữa để có một không gian rộng hơn anh em nhá. Wow, hệ thống điều hòa tự động đã lên. Mình sẽ phải giảm cái lượng gió xuống một chút để cho nó đỡ ồn. Đây, lượng gió âm ở đây. Đó, giảm xuống một chút. Đây chính là chiếc vô lăng của em Ford Everest phiên bản Wildtrak này. Được bọc da và tròn, có chỉ khâu màu cam, không có lấy chuyển số thể thao phía sau vô lăng anh em nhá. Phía trên này chúng ta sẽ có các cái phím bấm cài đặt công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn quen thuộc này. Có set adaptive cruise control để cảnh báo lệch làn và giữ làn đường này. Ở đây có tăng giảm volume này, ra lệnh giọng nói này. Bên này thì các cái phím bấm rất là quen thuộc rồi anh em nhá. Và ngay phía sau mình chính là chiếc màn hình kích thước 12,4 inch quen thuộc của những chiếc Ford Everest đời 2023 tại trường Việt Nam. Thiết kế khá đẹp anh em ạ. Và các bạn có thể thay đổi được nhiều kiểu hiển thị khác nhau. Nó cũng hiển thị được rất nhiều các thông tin ở trên này. Các bạn sẽ dùng các cái phím bấm ở trên này để cài đặt công nghệ hỗ trợ người lái, và nó sẽ hiển thị ngay ở trên này. Hay là các cái phím bấm này để các bạn hỗ trợ giải trí, hay là đàm thoại rảnh tay kết nối với điện thoại đó anh em. Hơi tiếc là em nó lại không có lẫy chuyển số thể thao phía sau lăng, mặc dù trang bị động cơ lên đến 210 mã lực và hộp số tự động 10 cấp các bạn nhé. Thôi, chia tay cái cụm này, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phiên bản này. Em nó cũng sẽ có một chiếc màn hình cảm ứng kích thước là 12 inch và đặt dọc, có thể kết nối với Apple CarPlay và Android Auto không dây. Em nó thì sử dụng hệ điều hành Sync 4A các bạn nhé. Hệ điều hành Sync 4 nâng cấp đó các bạn, giống như trên những chiếc Ford Ranger Wildtrak hay là Ford Ranger Raptor đã ra mắt tại thị trường Việt Nam. Em nó sẽ có hai cái cửa gió điều hòa hai bên cái màn hình này. Chi tiết này thì không phải là màu vàng cam nữa, mà nó là làm từ kim loại mạ chrome. Mình sẽ giảm thêm lượng gió một chút nữa, không nó đang hơi mạnh các bạn ạ. Giảm nhiệt độ xuống này, cho nó mát này. Đó, khi các bạn vặn cái núm này thì nó sẽ hiển thị một cái thanh, đó, cái thanh màu bên này. Đó, giảm xuống thì nó về màu xanh, gọi là lạnh hơn đó các bạn. Và tương tự như bên phụ ở đây, lượng gió thì các bạn sẽ điều chỉnh ở đây, hoặc là bạn điều chỉnh ở trên các màn hình cảm ứng này luôn anh em nhé. Nút volume này, có mắc sấy kính phía trước này. Đó các bạn thấy không, đèn hazard lấy gió trong lấy gió ngoài này. Và cái màn hình này thì cũng được tích hợp rất rất nhiều thứ. Bây giờ thì mình sẽ đi khám phá lần lượt, mình sẽ về home này. Nó có radio này, phone này, media này, Apple CarPlay, Android Auto này, hay là owner manual này, Skype này. Đây là cái trò các bạn vẽ cái gì đó ở trên cái màn hình này đó anh em. Thôi mình sẽ bỏ qua, về lại home này. Đây là cam 360 trên chiếc Ford Everest phiên bản Wildtrak này. Phải nói là chất lượng cam rất ok anh em nhá. Đây là cái góc cam phía trước này. Và đây là cái góc cam top view, nhìn từ phía trên xuống, các bạn sẽ ấn vào đây, nó sẽ hiển thị ra các cái góc này. Đó, các bạn ấn vào đây thì nó sẽ zoom cái góc đấy lên nhá. Đó, mà nó chưa nhận thì đây, nó sẽ zoom cái góc lên. Các bạn ấn trừ thì nó sẽ về cái top view này. Ấn này nó sẽ lên cái cam trước. À, nó sẽ có cái vạch vệt bánh anh em nhá. Ấn trừ đây, lên cái góc này để các bạn kiểm tra xem cái góc này nó có một cái vật cản nào không, nó khiến cho xe của bạn đi vào nguy hiểm hay không anh em nhá. Đó là cái top view các bạn nhìn từ trên xuống, còn đây là cái camera phía trước. Để các bạn thay đổi góc cam hay là thay đổi góc nhìn, các bạn sẽ ấn vào đây. Đó, đây.
Đó, nó sẽ thay đổi rất nhiều góc cam. Đây là cái góc cam lùi các bạn này. Và nó cũng hiển thị vệt bánh và khoảng cách đến cái vật nguy hiểm này. Đỏ, vàng, xanh này, xanh là an toàn này, vàng là gần với khu vực nguy hiểm và đỏ là gần, rất gần với vật cản rồi anh em nhá. Đó, rất là hay. Đó là cam 360 trên chiếc Ford Everest phiên bản White Check. Các bạn sẽ về lại, nó sẽ hiển thị ngay trên này cho các bạn xem này. Đó là cái màn hình 12 inch trên chiếc Ford Everest White Check này anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến các chi tiết khác. Em nó cũng sẽ có đế sạc điện thoại không dây xuất hiện ở trong cái góc này. Bên dưới này thì có cổng sạc dạng Type-C và cổng sạc dạng USB, có thể kết nối với điện thoại thông minh qua hai cái khe cắm này anh em nhé. Và phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cụm để các bạn điều chỉnh. Đầu tiên là cái cần số thiết kế nhỏ nhắn bọc da, cũng có chỉ khâu màu vàng cam, có PRND anh em nhé. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có phanh tay điện tử này. Và đây là cái cụm để các bạn hỗ trợ đi off-road. Ví dụ như cái nút này các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ có thể, đây nó sẽ hiển thị ở trên này, hiển thị view off-road luôn anh em nhá. Đây là cái cam trước và nó hiển thị vệt bánh của xe các bạn sẽ đi đến. Và đây là cái hệ thống khung gầm và dẫn động của xe này. Khi các bạn kích vào đây thì cái chế độ Hill Discreet Control Ready đó, các bạn có thể cài đặt tốc độ của xe để cho nó bò từ từ xuống dốc mà các bạn sẽ không cần phải ga, không cần phải phanh. Nó sẽ đi theo đúng cái tốc độ các bạn đã cài đặt. Còn các bạn tắt đi thì các bạn sẽ ấn vào đây. Và đây chúng ta có khóa vi sai cầu sau. Đó các bạn ơi, nó sẽ hiển thị trên này đã khóa vi sai cầu sau. Các bạn ấn vào đây thì nó sẽ tắt đi. Đó, còn không thì nó sẽ dùng cái dẫn động, chiếc này thì dẫn động AVKD các bạn nhé. Với Ford Everest phiên bản White Check này thì em nó cũng được trang bị công nghệ đỗ xe tự động thông minh 2.0 anh em nhé. Khi các bạn kích hoạt và cái nút có chữ P ở đây, các bạn kích hoạt và nút có chữ P ở đây thì trên màn hình này nó sẽ thay đổi này. Đây các bạn thể quan sát này, nó sẽ có 3 kiểu hỗ trợ đỗ xe tự động gồm đỗ dọc này, đỗ ngang này và thoát khỏi vị trí đỗ này. Ví dụ đây là mình đang để thoát khỏi vị trí đỗ này, các bạn chọn sang bên này thì nó sẽ thành ghép dọc này, và các bạn chọn sang bên này thì nó sẽ thành ghép ngang này. Với cái công nghệ này thì mình đã từng quay video giới thiệu trên phiên bản Titanium 4x4 rồi các bạn nhé. Các bạn có thể xem lại cho cái clip đó, xem lại cái clip đó, bởi vì nó giống nhau hoàn toàn. Về cách vận hành, về cách sử dụng nó đều giống nhau. Còn đây là mình sẽ giới thiệu về chiếc Everest White Check này, nó cũng có cái công nghệ đó. Đó là cái công nghệ hỗ trợ đỗ xe tự động 2.0. Đó là cái nút P này. Em này thì có nút Drive Mode. Và đây là cái gài cầu này, 2H, 4H và 4L đều là gài cầu điện tử. Khi các bạn chuyển các chế độ lái thì nó cũng sẽ chuyển sang cái chế độ gài cầu tương ứng, hỗ trợ các bạn lái xe và vận hành một cách an toàn hơn. Cái nút Drive Mode này các bạn sẽ xoay và nó sẽ thay đổi ở trên này. Đó, ví dụ đây là chế độ Normal, đây là Eco, đây là Slow and Hold, chế độ kéo ở phía sau đó các bạn. Đây là chế độ Slippery, chế độ đường mưa trơn trượt. Nó sẽ chuyển ngay sang 4x4 các bạn nhé, 4H luôn anh em này. Thêm một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang chế độ nào? Mud and Rust, tiếp theo là Sand. Hết rồi các bạn nhé, có một này, Sand này, Mud and Rust này, Slippery này, Slow and Hold này, Eco này, Normal này. Và chiếc này thì không có chế độ lái Sport anh em nhé. Và mỗi khi các bạn chuyển chế độ lái thì mình xem trên màn hình này nó có thay đổi hay không. Nó sẽ không thay đổi, nó chỉ thay đổi ở trên cái màn hình phía sau vô lăng này. Thôi mình sẽ chuyển về chế độ Normal đi. Chuyển về để chế độ Normal để cho nó bình thường nhất anh em nhé. Chế độ Normal thì nó sẽ auto chuyển các cái hệ thống như hệ thống treo, hệ thống vô lăng, hệ thống ga, hệ thống phanh hay là hệ thống khung gầm về cái chế độ Normal nhất để giúp các bạn vận hành một cách nhẹ nhàng nhất. Đó là cái cụm điều khiển tại vị trí trung tâm ở đây. Phía dưới cái bệ tì tay được bọc da màu đen và chỉ khâu màu vàng này chúng ta sẽ có gì? Một cái không gian để đồ cũng khá là ok. Và một cái cổng sạc dạng tẩu thuốc anh em nhé. Đây là vị trí ghế phụ của chiếc Ford Everest phiên bản White Check này. Có dòng chữ White Check dập nổi bên trên này các bạn này. Đó, khâu các bạn nhá. Màu vàng phải nói là rất đẹp luôn. Đó là cái khoang cabin AB. Vị trí ghế phụ chúng ta có dòng chữ Everest dập ở trên kia này. Và đường chỉ khâu màu cam này, hơi tối các bạn thông cảm. Ghế phụ cũng có chỉnh điện đa hướng, không có đục lỗ thông hơi. Có chỉnh điện đa hướng, không nhớ vị trí, không đục lỗ thông hơi anh em nhé. Đó là toàn bộ không gian khoang cabin của Ford Everest phiên bản White Check. Giá là 1.499.000.000 tại trường Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ xuống cái khoang sau xem nó khác biệt như nào so với phiên bản Everest Titanium 4x4 anh em nhé. Mở cửa hàng ghế thứ hai, chúng ta sẽ vào khám phá cái không gian nội thất của em nó. Đây, chúng ta có cái không gian hàng ghế thứ hai, thiết kế phải nói là rất rộng rãi cho chiếc Ford Everest phiên bản White Check này. Cái hàng ghế thứ hai có độ ngả rất là ok anh em nhé. Đều được bọc da màu đen, chỉ khâu màu vàng, không có đục lỗ thông hơi. Ba vị trí tựa đầu riêng biệt và vị trí giữa chúng ta cũng sẽ có một chiếc bệ tì tay. Đây, mình sẽ gạt nó xuống, khay để cốc nó sẽ xuất hiện ở đây.
không có mối ngăn để đồ phía dưới này, bọc da sờ rất là thích, có chỉ khâu màu vàng các bạn này. Không dùng đến cái này các bạn sẽ gập nó lên. Đó, và ấn nó vào, các bạn sẽ gạt nó lên như này. Và nói không gian sử dụng của hàng ghế thứ hai trên Ford Everest phải là rất là ok luôn anh em ạ. Ngay cả cái vị trí này chúng ta cũng có thể đút xuống cái gầm của hàng ghế trước, và đây chính là vị trí chính giữa. Cửa gió điều hòa sẽ không xuất hiện ở vị trí dưới này. Ở đây chúng ta sẽ có cổng sạc dạng USB, cổng sạc dạng Type-C, cổng sạc AC 230V 400W max. Các bạn sẽ mở ra như này. Cái này các bạn sẽ lấy điện để thắp sáng ở bên ngoài khi các bạn đi cắm trại hoặc là các bạn dùng đi camping đó anh em. Đây chúng ta cũng có thể sạc cho các thiết bị ví dụ như máy tính xách tay hay là điện thoại thông minh mới cái công suất lớn hơn. Các bạn sẽ đậy vào. Cửa gió điều hòa nó sẽ xuất hiện ở phía trên các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ bước vào bên trong để khám phá cùng với anh em. Đóng cửa lại này. Chiếc này được trang bị hệ thống âm thanh là 8 loa các bạn nhé. Và cũng không phải là loa biển đâu anh em ạ. Trên này cửa gió điều hòa nó sẽ xuất hiện ở phía trên. Em nó sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh và một cái vải che ở phía trên anh em này. Cửa sổ trời toàn cảnh cho cả khoang trước và khoang sau. Cửa gió điều hòa ở đây, cửa gió điều hòa ở bên kia dành cho khoang thứ hai. Và đây chính là cái màng loa cũng được thiết kế khá là đẹp. Thanh cửa cũng được khâu chỉ màu vàng, bọc da màu đen. Đó là cái khoang cabin. Và cái hàng ghế thứ hai phải nói là rất rộng rãi. Mình cao 1m65. Ngồi như này có ok không anh em? Độ ngả rất tốt luôn anh em nhé. Hàng ghế thứ hai của em này độ ngả rất tốt. Có thể đút chân được xuống gầm của cái hàng ghế trước, giúp cho chúng ta có một cái tư thế ngồi thoải mái hơn. Tuy nhiên với cái chiều cao của mình thì không cần đút, như thế này cũng là rất ok rồi anh em ạ. Đó là hàng ghế thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ gập cái hàng ghế thứ hai xuống để vào cái hàng ghế thứ ba để xem nó có rộng rãi hay không. Mình sẽ vẫn quay và thử xem một tay của mình có thể gập xuống một cách dễ dàng hay không. Nó sẽ có cái chốt ở phía dưới góc này, các bạn sẽ kéo lên và gập nó xuống như này, sau đó đẩy cái ghế hàng ghế thứ hai lên. Đây là khi mình đã gập cái hàng ghế thứ hai lên và chúng ta sẽ có một cái lối đi xuống cái hàng ghế thứ ba. Với Ford Everest phiên bản Wildtrak 2023 thì cái không gian hàng ghế thứ ba nó không có gì thay đổi, vẫn có khả năng gập và nâng điện lên. Các bạn sẽ thấy cái nút ở dưới góc kia này, chiếc này thì vẫn còn nguyên ni lông luôn. Thế nên mình sẽ không bóc và để nguyên cái này các bạn nhé. Đó là cái hàng ghế thứ ba. Còn bây giờ thì mình sẽ bóp và trượt cái hàng ghế thứ hai này xuống này. Đó, sau khi mình ngả rồi thì mình sẽ cầm cái này và mình đẩy xuống. Các bạn muốn nó xuống thêm nữa thì các bạn sẽ dùng cái chốt ở phía dưới này và đẩy nó xuống. Chúng ta sẽ có một cái không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi để các bạn sử dụng nhé.